Kính thưa quý vị, các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, tập trung nhiều về đêm và sáng với lượng mưa trong khoảng từ 80 đến 120 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 200 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng, sạt lở đất đá, bà con cần hết sức lưu ý. Mưa thường diễn ra về chiều và chiều tối, đêm và sáng sớm, còn ban ngày thời tiết phổ biến tạnh ráo, có nắng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Sau đó, từ ngày mai, ngày 16 tháng 8, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ khoảng 1 độ, lên mức cao nhất trong ngày, trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Mưa dông có xu hướng tăng từ ngày 19 cho đến ngày 22 tháng 8, với nhiều điểm xuất hiện mưa vừa và mưa to. Trong đó, trọng tâm mưa to tập trung nhiều về đêm và sáng. Ở miền Trung, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh thành khu vực Quảng Bình trở vào đến tận Bình Thuận, với nhiệt độ cao nhất về trưa và chiều, trong khoảng từ 32 đến 37 độ. Một số nơi khu vực Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Nam có thể vượt ngưỡng 37 độ. Về chiều tối, mưa dông ở một vài nơi, tuy nhiên với lượng mưa là không nhiều và thời gian diễn ra mưa cũng không kéo dài. Các khu vực phía Bắc Trung Bộ như là khu vực Thanh Hóa và Nghệ An do ảnh hưởng bởi rãnh mây dông ở phía Bắc nên về chiều tối và đêm sẽ xuất hiện mưa dông cục bộ. Lùi xuống phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ yếu, nên mưa ở khu vực này diễn ra không nhiều, có chăng cũng chỉ diễn ra cục bộ ở một vài nơi về chiều và chiều tối, còn ban ngày phổ biến tạnh ráo không mưa, trời sẽ có nắng, với nhiệt độ cao nhất về trưa và chiều trong khoảng từ 29 đến 32 độ tại Tây Nguyên và trong khoảng từ 32 đến 34 độ tại các tỉnh thành khu vực Nam Bộ. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 16 tháng 8. Khu vực phía Tây Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực phía Đông Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam mạnh cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam mạnh cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 34 độ. Ở khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, ở miền Đông có nơi trên 34 độ.